Sacce nere si attanang kangso upahato yatha esa pato sinipanang saram phote na quyết. Dạ con xin hát ạ. Xin mời cô rạng đông tiếp theo. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức tuệ đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật, ân đức pháp và ân đức tăng, con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cô tu nữ Thammachari, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 134. Sacce nere si attanang kangso upahato yatha esa patto sinibbanang saram phote na vicchati. Sacce nere si attanang kangso upahato yatha esa patto sinibbanang saram phô tê na vích cha ti sa chê nê rê si á ta năng căng sô u ba ha tô ya tha e sa pa tô si ni ba năng saram phô tê na vích cha ti. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa chê nê rê si a ta năng căng sô u ba tô gia tha e sa tô si ni ba năng sa ram phô tê na vích cha tí. Tự mình nếu biết lặng yên, không còn quán nộ chẳng hiềm hại ai, như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được dạy trời nơi niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức cùng chư tôn đức, kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài ôn bài câu pháp cú số 134. Sa chê nê rê si a ta năng kam so u pa ha to ya tha e sa pa to si ni pa năng sa ram bồ tê na quyết cha tí sa chê nê rê xí át ta năng cầm sô u pá há tô giá tha ê sa pát tô xí níp ba năng sa ram bồ tê na quyết cha tí sa chê nê rê xí át ta năng cầm sô u pá há tô giá tha ê xá pá tô xí ni pa năng sa râm bồ tê ná vít chá tí. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tự mình nếu biết lặng yên, không còn quán nộ, chẳng hiềm hại ai. Như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được quậy, kề nơi niết bàn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, mến mời bằng tay Sittina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 134. Sacce nere si attanang
Căng so upahato yatha e sapanto sinipa nang saram po te che vichati san che ne re si anta nang Căng so upahato yatha e sapanto sinipa nang saram po te na vichati. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sanche ni re si an ta nang Khang su upa ha to ya tha E sa pan to si nim ba nang Sa rang po te na vinh cha thi Sanche ni re si an ta nang Khang su upa ha to ya tha E sa pan to si nim ba nang Sa ram po te na vinh cha thi Tự mình nếu biết lặng yên, không còn oán nộ, chẳng hiềm hại ai, như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được vậy, kề nơi niết bàn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lạc thầy tin à. Nam mô Phật Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sẵng Kha, Giá Kính Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính Đại Lễ Đại Đức Minh Hạnh, Kính Đại Lễ Đại Đức Tuệ Đức, Kính Chào Cô Tu Nữ Tham Ma Cha Ri cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể Kinh Pháp Cú số 134. Cảm ơn Sít Trạng Đồng, Sít Nhật Huỳnh cho biết nghe rõ. Sa Chê Nê Rê Si A Ta Nắng Căng sô u pa ha tô ya tha e sa pa tô si ni pa nang sa ram pho te na vi cha ti sa che ne re si a ta nang Căng sô u pa ha tô ya tha e sa pa tô si ni pa nang sa ram pho te na vi cha ti Esa che ne re si atanang Kang so upahato yatha Esa pato sinibanang Sarampo tena vichati Sa che ne re si atanang Kang so upahato yatha Esa pato sinibanang Saram po te na vichati Sa che ne re si atanang Kang so upahato yatha E sa pato sinibanang Saram po te na vichati Sa che ne re si atanang Kang so upahato yatha E sa pato sinibanang sarampo te na vichati. Sa che ne re si atanang kang so upahato yatha. E sa pato sinibanang sarampo te na vichati. Nếu tự mình yên lặng như chiếc chuông bị bể, người đã chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tự mình nếu biết lặng yên, không còn oán nộ, chẳng hiềm hại ai. Như chuông đã bể tiếng rồi, ai mà được vậy, kể nơi niết bàn. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức, Dạ Nam Mô Phật Thà, Dạ Con xin được xuống mình. Dạ, mình mời xích ta, Nhật Huỳnh tiếp. Dạ, xà thủ kính cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á. Huỳnh kệ mệt 10 lần để coi có vị Phật tử nào vào không, mà không thể vị nào hết. Dạ, cảm ơn Huỳnh rất là nhiều. Dạ, Huỳnh chiếc lá dốc, học giáo pháp có nghe được âm thanh Nhật Huỳnh không?
học giáo pháp có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Vậy là giáo pháp vô để nít ủng hộ thôi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức. Dạ cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba, quý cô tu nữ và Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ không biết hôm nay là cô tu nữ Thâm Má Cha Rí đã cầm biết cầm mic nữa ở Apache chưa không biết nữa à. Hay cô em ru không có đưa tay chắc cô chưa biết cầm mic nữa. Dạ vậy là không có cô trước máy rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Cảm ơn Huynh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ con xin được ôn bài Cao Pháp Quốc Kinh Sở 134. Sát chê nê rê si át ta năng cặn sơ ư vá hát tơ giá thà ê sát vá tơ si nếp bà năng xà râm phổ tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê áp tà năng. Dạ không sai rồi. Sa chê nê rê si áp tà năng cặn sơ ước bá hát tơ giá thà ê sa bá tơ si nếp bá năng xà râm phô tê na quýt chá tí. Sa chê nê rê si át tà năng cặn sơ ước bá hát tơ giá thà ê sa bá tơ si nếp bá năng xà râm phô tê quýt chá tí. Nếu tự mình nặng như chiếc chuông bị bể, người đại chứng niết bàn, người không còn phẫn nộ. Sa chế nê rê si a ta năng cầm sơ u ba hà tổ gia tha ê sa ba tô si ni ba năng sa râm hô tê na việt cha ti. Sa rê nê sa chế nê rê si a ta năng cặn sơ u ba hà tổ gia tha ê sa bát tô si ni ba năng xà râm phô tê quyết cha ti. Xà chế nê rê si a ta năng cặn sơ u ba hà tổ gia tha ê sa bát tô sĩ ni ba năng xà râm vô tê na quyết cha ti. Tự mình nếu biết lặng yên không còn oán nộ chẳng hiềm hại ai, như chuông bể như chuông đã bể chiến rồi ai mà được vị kề nơi niết bàn. Và đây là bản phổ tơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Trung Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Mến chào Sài Gòn, mưa nắng dưa dào đạo tràng. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh cũng chưa thấy có vị Phật tử nào mới vào, mà cũng chưa thấy Đại Đức Minh Mẫn vào đạo tràng. Nhật Quỳnh mến mời bạn trai Đặng Đông ha. Dạ mời Đặng Đông cầm mít một chút mời sư vào mình thỉnh pháp sư. Dạ cảm ơn Đặng Đông rất nhiều. Dukkham Ariya Satcham Jati Oh.
Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử.
Hôm nay chùa có tổ chức cho chư tăng ni đi làm thẻ căn cước công dân, đi rất là đông, xin thưa quý vị. Thành ra đó là đi đông quá vậy đó thì mình đợi, cho nên đó là chúng tôi về trễ, về rồi vệ sinh cá nhân, uống nước đồ xong rồi mới mở máy. Mở máy cái máy nó bắt update, thành ra vô nó mới hơi như là hơi trễ, không có gì ha, nhưng mà cũng không trễ lắm. Cũng hiện tại giờ là mới có 7 giờ 1 phút. Dạ. Nên bây giờ chúng ta học luôn. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 135. Chúng ta xin được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 135 gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Yatha dande na gopalo. Yatha dande na gopalo. Đoạn thứ hai: Gavo pa che ti go cha rang. Gavo pa che ti go cha rang. Đoạn thứ ba: Ewang cha ra cha mắt chú cha. Ewang cha ra cha mắt chú cha. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Ayung pa chen ti pa ni nang. Ayung pa chen ti pa ni nang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên, yatha, đây là một cái trạng từ, ví như, giống như. Đây là một cái trạng từ so sánh đấy, xin thưa quý vị. Ví như, giống như. Rồi từ thứ hai từ thứ hai, đan đê ná, đây là một cái danh từ đan đá mà chia theo cách thứ ba số ít. Đan đá mình học ở cái phẩm này đó là phẩm đan đá quát đá, phẩm hình phạt, hình phạt hay là phẩm đao trượng. Nhưng mà trong trường hợp này thì chữ đan đá ở đây đó có nghĩa là gì, xin thưa quý vị? Ở đây đó là dùng cái chữ đan đá ở đây đó có nghĩa đó là cái gậy, hay là cái mình cũng có thể hiểu đó là cái roi, cái gậy hay là cái roi. Chứ còn ở đây mà mình dịch là hình phạt nè, hay là đao trượng, đao trượng mà đi đuổi bò đó thì nó không có hợp. Rồi, cây gậy hay là cây roi. Từ thứ ba, gopalo. Chứ gopalo này nếu mà quý vị tách đó là go cộng với là pa, pa lá. Mà go là con bò, pa lá là hộ trì hay là gìn giữ. Gìn giữ con bò, bảo vệ con bò thì tức là người giữ bò. Cho nên cái hợp từ gopalo, gopala chia theo chủ cách số ít là người chăn bò hay là người giữ bò. Đến đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có 3 từ. Dạ alo cô Nhật Quỳnh. Dạ. Rồi tới đoạn thứ ba, xin lỗi, đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai có 3 từ. Từ đầu tiên, gavo. Dạ.
Gavo là từ cái chữ go, go là con bò đó. Thì đây là một cái từ đặc biệt ở trong ngôn ngữ Pali, là danh từ nam tính vị ngữ ô, và con từ này duy nhất có sinh tố gì là từ go này đó. Thành ra có cái bảng chia riêng đó, và cái hình thức mà avo này nữa ha, avo này đó là chia theo đối cách, cách thứ hai đó, số nhiều. Go mà chia theo đối cách số nhiều thì thành ra nó có cái hình thức là gavo, là những con bò. Từ thứ hai, pacheti, pacheti nói theo tiếng Anh đây, đây là động từ nguyên, động từ nguyên thể. Còn mà nói theo Pali đó, đây là động từ ở thì hiện tại. Ngôi thứ ba số ít, thì ngôi thứ ba số ít này đó là gopalo, chia theo gopalo. Pacheti có nghĩa là chữ pacheti này đó, nghĩa thật của nó đó là thúc giục, hối thúc, thúc giục, hối thúc. Rồi ngài Hòa Thượng Minh Châu ngài dịch đó là lùa, lùa. Rồi cái chữ pacheti này nó còn có cái nghĩa nữa đó là hướng dẫn. Nhưng mà ở đây đó mình có thể lấy nghĩa đó là hối thúc, thúc giục, rồi lùa. Lùa là lấy theo nghĩa của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Từ thứ ba, gô chá răng. Gô chá răng này đó, dịch theo tiếng Hán đó là mục trường hay là hành xứ. Còn mà dịch theo tiếng Việt đó là mục trường là cái chỗ lui tới của con bò. Chỗ lui tới của con bò để nó ăn cỏ rồi này kia kia nọ đó. Thành ra đó là mình dịch theo cái nghĩa bóng đó là cánh đồng, là đồng cỏ. Rồi, tiếp theo là đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có 5 từ, nhưng mà chúng ta lại thấy có 2 từ giống là chá chá. Đó là liên từ và. Từ đầu tiên e quăng đây cũng là một cái trạng từ. Đây là đi theo cái cụm trạng từ, hay là thành ngữ cụm trạng từ là giá tha e quăng. Giá tha chấm 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 chấm. Giá tha giống như, ví như, thì là e quăng cũng vậy, giống vậy. E quăng cũng vậy, giống vậy. Rồi tiếp theo chá ra. Chá ra chia theo chủ cách số ít luôn. Đây là một cái danh từ nữ tính. Chá ra là sự già. Rồi mắt chú. Mắt chú là danh từ nam tính vị ngữ ú, giữ nguyên, chia theo chủ cách là giữ nguyên vậy. Mắt chú là sự chết. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Ê quăng cũng vậy, chá ra sự già, mắt chú sự chết, chá và. Hôm nay thấy làm như cô Nhật Quỳnh thai hơi hơi chậm đó nha. Rồi đến đoạn thứ tư, xin hỏi quý vị còn nghe không? Chúng tôi thấy sao im ru bù rù rồi.
thấy không có ai chat, không có ai làm gì hết á, không biết là quý vị còn nghe chúng tôi nói không. Alo, alo. Ủa, chẳng lẽ mình rớt mạng á? Thấy hiện tượng bình thường mà. Alo, alo. Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Bây giờ thì đạo tràng không còn nghe âm thanh của sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Lúc nãy con đã post bài lên và có đưa câu số 4 lên rồi mà sư không có thấy. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, Đại Đức Minh Mẫn có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dân mít lên. Dạ, cảm ơn Sài Gòn mưa nắng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Chắc là cảm ơn Rạng Đông rất nhiều. Chắc là bên đường truyền của sư nó bị trục trặc rồi. Dạ, khi Nhật Quỳnh post bài lên mà sư không có thấy, sư thấy chậm quá. Bây giờ thì không nghe luôn. Dạ. Dạ, bị gì đó, cái đường nét đó, nó có lúc nó bị gì đó Sài Gòn. Bây giờ không biết sao đây. Dạ, không biết sao mà thỉnh sư bây giờ. Dạ, vị nào cầm mít giùm Nhật Quỳnh chút xíu đi, Nhật Quỳnh điện thoại cho sư. Dạ, nghe rõ mà sư lại không thấy màn hình của mình. Mà giờ mình cũng không nghe được sư. Dạ, con xin được xuống mít ạ. Sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên A-dung. A-dung là A-yú mà chia theo đối cách số ít. A-yú là tuổi thọ. Rồi từ thứ hai Pa-chen-tí là Pa-che-tí mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều là a dung đó, xin lưu ý. Thành ra cái động từ này cũng chia theo số nhiều là en tí. Pa che tí chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, là thúc dục, hối thúc, là lùa. Thúc dục, hối thúc, lùa. Rồi từ cuối cùng
Ba ni năng. À, ba ni năng ở đây có lẽ là vì do văn kệ đó, cái người ta mới biến mất đi cái trường âm của cái chữ ni. À, chứ còn ba ni năng đó là từ cái danh từ Pani, mà chia theo cách thứ sáu, số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là y năng. Pani là chúng sanh, Pani có ấm dưới đó. Thành ra là Pani năng là của những chúng sinh. Rồi chúng ta hết rồi ha. Dạ hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Đoạn 1 và đoạn 2 là một câu, là một mệnh đề. Gia thai giống như Gopalo, người chăn bò. Người chăn bò. Pa che tí lùa. Ga vô những con bò. Vô cha răng đến bãi cỏ. Đan đê ná bằng cây roi. Đó, hay là mình dịch ngược lại. Mình dịch theo kiểu năng động đó. Đây là dịch theo kiểu thụ động. Còn bây giờ mình dịch năng động đó là mình dịch người chăn bò dùng roi lùa đàn bò ra cánh đồng hay là ra đồng cỏ. Rồi đoạn thứ 3 và thứ 4. Ê quăng cũng vậy, chá ra sự già, chá mắt chú chá và sự chết. Cũng vậy sự già và sự chết. Thì cái chữ ba trên tí ở đây đó, nếu mà mình dịch lùa nữa đó thì nghe nó không hay. Mà mình dịch đó là, tại vì cái chữ ba che tí này đó có nghĩa đó là thúc giục, hối thúc. Mà thúc giục hối thúc con người đó, chúng sinh đó, thì ở đây đó là tuổi, cái sự già này và sự chết mà nó hối thúc đó thì có nghĩa đó là gì? Là nó báo hiệu cho chúng sinh biết cái tuổi thọ của chúng sinh đó ngắn lại. Do đó cái chữ pa chen tí ở đây đó mình dịch đó là sự già và sự chết là rút ngắn, làm ngắn lại ayung tuổi thọ, pa ni năng của chúng sinh. Sự già sự chết mà xuất hiện cái đó đồng nghĩa với việc đó là cái quỹ thời gian của mỗi chúng sinh đó ngắn lại. Đó mình dịch là dịch văn xuôi là như vậy đó, xin thưa quý vị. Thì đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 135. Kính tri ân cô Ái Minh, cô Sài Gòn Mưa Nắng đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng nắm bắt kịp phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang abhivademi swakkhato pakkawata dhammo dhammang namassami suppatipanno pakkawato sawakka sangho sanghang namami namatu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng.
Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 135. Câu kệ này nằm trong phẩm Đan Đá Quắc Gá, phẩm Đao Trượng hay là phẩm Hình Phạt. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Puparama, đề cập đến các thiếu phụ. Không, nếu mà nói thiếu phụ thì không đúng ha. Mà phải nói là đề cập đến các người nữ. Người nữ thì có nhiều cấp độ. Đề cập đến các người nữ ở trong cái nhóm đi chung với bà Visakha vào chùa thọ bát quan trai giới. Đó là một lần nọ vào ngày bát quan trai giới. Ngày nào vào bát quan trai giới thì có 500 người nữ thọ bát quan trai giới. Thì hồi thời xưa đó, người ta mà thọ bát quan trai giới đó là người ta vào ở trong chùa ở nguyên một ngày một đêm luôn, tu giống như là người tu vậy đó. Nguyên một ngày một đêm đó là người tu giống như là người tu. Thành ra đó là ở trong Tương Ngân U Bồ Sa Tha đó mới nói đó là người mà thọ bát quan trai giới đó, trong sạch là thanh tịnh đó, thì người đó có thể khởi lên cái ý nghĩ đó là bậc A-la-hán trọn đời không có sát sanh. Thì ta nguyện nguyên cả ngày cả đêm này nè không có sát sanh, giống như bậc A-la-hán vậy. Đó, thọ bát quan trai giới theo kiểu giống vậy đó. Đó thì là kết quả mỹ mãn. Thì có 100 người nữ thọ bát quan trai giới. Bắt đầu bà Thiện Chi, tức là bà Visakha đó, mới đi đến 500 người nữ đó, đó chia thành 5 nhóm. Chia thành nhiều nhóm. Thì có nhóm đó là già nè, có nhóm trung niên nè, có nhóm hơi vừa vừa, rồi có nhóm đó là trẻ. Bà Visakha đó mới đi đến hỏi cái nhóm người lớn tuổi, người già đó. Hỏi vậy cho thưa các bà, các bà thọ bát quan trai giới đó để làm gì? Thì giống như bây giờ đó, chúng tôi có thể hỏi quý vị chứ, quý vị vô room Pháp Kinh nè để làm gì? Hỏi vậy là tổng quan. Còn hỏi cụ thể hơn tí đó là nghe chúng tôi thuyết giảng Phật Pháp để làm gì? Đó, đại loại vậy. Bà Visakha bà hỏi cái nhóm người lớn tuổi đó, hỏi vậy đó. Cái nhóm lớn tuổi mới trả lời đó là thọ bát quan trai giới để được hưởng phước chư thiên, tức là thọ bát quan trai giới để sau khi thân bại mạng chung được cộng trú với chư thiên. Thì chư thiên mà mấy bà già, mấy bà lớn tuổi này hiểu đó là chư thiên hóa sanh, hóa sanh chư thiên. Quý vị biết chư thiên có ba ha, là định danh chư thiên, rồi hóa sanh chư thiên, và thứ ba đó là thanh tịnh chư thiên. Thì chư thiên mà mấy bà này nói ở đây đó là chư thiên, tức là như là chư thiên ở sáu cõi trời dục giới cao đó. Nói theo cái kiểu người đời mình đó, gọi là tu bát quan trai giới để kiếp sau làm tiên. Bà mới hỏi tiếp đến các phụ, các cái người phụ nữ trung niên,
già xong rồi lão rồi xong giờ đến trung niên. À, thì các cái người phụ nữ trung niên này mới trả lời đó là họ bác quan trai giới đó ha, để khỏi phải bị cảnh chồng chung. À, tức là ông chồng có 2-3 bà vợ, 5-7 bà vợ, ha, vài chục bà vợ. Đó, thì mình thọ bát quan trai giới đó là cầu mong không có chăm chung chung chồng với người khác. Và Visakha lại tiếp tục hỏi đến các thiếu phụ, tức là hơi trẻ trẻ hơn tí đó, là những cái người mà có mới có chồng đó. Đó thì mấy người này đó mới trả lời đó là để được sanh con đầu lòng. À, nói cho nó hoành tráng hơn tí đó là để được sanh con trai đầu lòng. À, con trai đó thì là mới nối dõi tông đường được. À, để được sanh con trai đầu lòng. À. Thì bà Visakha lại tiếp tục hỏi đến các cô thiếu nữ. À, cô thiếu nữ tức là những người mà đến tuổi cặp kê đó, chuẩn bị lên kiệu hoa đó. À, thì các cái cô thiếu nữ này nó mới trả lời đó là để được sớm về làm dâu nhà danh gia vọng tộc, tức là được có ông chồng ý, có gia đình chồng như ý. À, đây là năm nhóm người. À, xin lỗi quý vị, bốn nhóm người: lão nè, trung nè, lão niên nè, trung niên nè, thiếu phụ nè, thiếu nữ. Lão niên, trung niên, thiếu phụ, thiếu nữ, và bốn nhóm người. Và bốn nhóm người. Rồi giả sử như nếu mà có thêm cái nhóm người nữa mà còn bé bé đó thì chắc là cái nhóm người này á, nguyện đó là học hành đủ đạt để có nghề nghiệp, ví dụ vậy. À, thì nương theo đây xin hỏi quý vị chứ quý vị nguyện gì? À, quý vị vô room pháp cú kinh, học pháp cú kinh để làm gì? Đó, đó là cụ thể là pháp cú kinh. Còn nếu mà nói rộng ra một tí đó là học pháp để làm gì? À, thì sau khi mà bà Visakha nghe các cái lời nguyện ước hay là mục đích của cái việc thọ bát quan trai giới đối với các cái người nữ này đó, thì bà Visakha đã bắt đầu mới tập hợp họ lại, dẫn họ đến ý kiến Đức Bổn Sư và kể lại cho ngài nghe những cái lời ước nguyện của họ. Thì nghe xong, Đức Phật ngài dạy rằng, ngài nói: này Visakha, những chúng sinh ở trong đời này đó hằng bị tứ khổ, nhất là khổ sanh, như kẻ chăn bò tay cầm gậy lùa đi từ sanh đến lão, từ lão đến bệnh, từ bệnh đến chết, để cho sự tử như cây búa bén chặt đứt đi cái mạng sống. À, mặc dầu vậy đó, họ cũng không có nguyện giảm bớt đi cái sự sanh đâu, mà chỉ nguyện đó tăng thêm thôi. À, chỉ nguyện đó sao để họ được thỏa mãn cái thị hiếu dục lạc thôi. À, nói vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Yatha dande na gopalo ga gopa che ti go cha rang e wang cha ra cha ma chu cha ayung pa chen ti pa ni nang. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: chúng tôi không có thấy cái bản dịch quý vị ơi. Dạ rồi, đây. Cảm ơn cô Sài Gòn Mưa Nắng và Quỳnh Quách Thanh Á. Ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ cũng vậy, già và chết
lùa người đến mạng chung. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là người chăn dùng gậy lùa dê. Ủa, con này lùa dê hả? Gô là con bò chứ không phải con dê. Lùa từng con một đi về núi xa, tuổi già sự chết cũng là, lùa từng con sống chúng ta xuống hầm. À, xuống hầm. Sao Ngài không dùng xuống mồ ha, mà Ngài dùng xuống hầm ha. Hầm nghe nó hơi sao sao đâu quý vị ha. Xuống mồ được rồi. Dạ, đây là hai cái bản dịch của hai bậc tôn túc trưởng lão. À, rồi có thêm một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. À, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu kệ Bali. À, nương theo chú nương theo duyên sự, tức là câu chuyện đó gợi mở để chúng ta hiểu cái ý nghĩa sâu kín ở trong câu kệ Bali. Qua đó đó chúng ta sống theo thì lúc đó, đó chúng ta sẽ có được cái kết quả mỹ mãn từ mà học pháp thành pháp. Vậy thì nương theo ba bản dịch nè, rồi nương theo duyên sự mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó. Thì cái câu kệ này, Pali này nè, Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái gì? Xin thưa với quý vị, Ngài đưa một cái hình ảnh so sánh ẩn dụ. So sánh ẩn dụ. Qua đó đó, mà người nghe hiểu ra đó thấy được rằng nè, sự sanh ra hay là sự xuất hiện ở trên cuộc đời này đó là một thiên sứ hay là một cái dấu hiệu báo cho mình biết đó là mình đang bị khổ và tiếp tục sẽ bị khổ. Sự già xuất hiện cũng là một thiên sứ, một dấu hiệu báo cho mình biết là mình đang khổ, mình tiếp tục bị khổ. Hiện tượng bệnh là một thiên sứ, một dấu hiệu báo hiệu cho mình biết như vậy. Và cuối cùng là hiện tượng chết. Đây cũng là một thiên sứ, một dấu hiệu báo cho mình biết mình đang bị khổ và tiếp tục bị khổ. Thì xin thưa, bốn thiên sứ hay là bốn hiện tượng này đó xuất hiện ở cõi ngũ uẩn, xuất hiện ở chúng sinh đầy đủ năm uẩn. Vậy thì theo quý vị đó, bốn thiên sứ này nè có xuất hiện ở các cõi khác không? Có xuất hiện ở các loại chúng sinh khác không? Xin thưa quý vị đó, có nhưng mà không có đủ. Đối chúng sinh ở cõi nhất uẩn hoặc là cõi tứ uẩn đó, nhất uẩn là chúng sinh ở cõi uẩn, tứ uẩn là chúng sinh ở cõi vô sắc, thì chỉ xuất hiện có hai hiện tượng thôi, đó là sanh ra và mất đi. Ở cõi vô tưởng đó, không có hiện tượng già, hiện tượng bệnh. Ở cõi vô sắc cũng vậy, và kể cả ở các cái cõi dục giới cao đó. Giới cao tức là trừ cõi người mình ra đó, thì cũng không có hiện tượng già và hiện tượng bệnh, nhưng mà có cái hiện tượng xuất hiện và có cái hiện tượng mất đi. Thì khi mà có cái hiện tượng xuất hiện đó thì xin thưa quý vị ha, cứ hễ có cái hiện tượng xuất hiện đó thì một loạt những cái hệ lụy đằng sau đó, qua cái sự xuất hiện hay qua cái sự sanh ra đó đó mà nó có mặt. Ví dụ như giờ mình đi theo quý vị ha, nếu mà mình không có sanh ra đó, mình không có xuất hiện ở trên cõi đời này nè, thì mình có bị già không xin thưa quý vị? Mình có bị bệnh không? Mình có bị người ta la mắng không? Mình có bị người ta coi thường không? Dạ không. Vì mình đâu có xuất hiện đâu, mình đâu có mặt ở đây đâu mà mình phải bị hệ lụy đó.
À, nhưng mà sở dĩ đó mình có bị những cái hệ lụy đó là bởi vì mình có xuất hiện, có sanh ra ở trên cái cuộc đời này. À, thành ra đó là trong bốn cái thiên sứ này, thì cái thiên sứ quyết định ba thiên sứ kia đó, đó là sự sanh ra. À, do có sanh á, à, cho nên mới có bệnh, có già, có chết đi. Chứ nếu mà không có sanh đó thì không có bệnh, không có già, không có chết. Đó thì ở đây đó bà con chúng ta hiểu rõ bốn cái thiên sứ này vậy. Cái thiên sứ nào đó là quyết định. À, dạ rồi, bốn thiên sứ này nè xuất hiện không có đồng đều nhau ở các cõi. À, cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn thì chỉ có hai thiên sứ thôi. Cõi ngũ quẩn thì mới đầy đủ cả năm thiên sứ. À, thì qua cái câu kệ này đó, à, qua cái hình ảnh so sánh ẩn dụ dẫn đến cái ý nghĩa này nè. À, dẫn đến là mình phải hiểu cái ý nghĩa này. À, thì để mà hiểu ra được cái ý nghĩa này đó thì xin thưa quý vị đó, à, bản thân của mỗi người chúng ta đó phải là người gì? Có cái sự sợ hãi đối với sanh tử luân hồi. À, có cái sự sợ hãi đối với đời này kiếp khác. À, thì có cái sự sợ hãi đối với đời này kiếp khác, hay có cái sự sợ hãi đối với sanh già bệnh chết vậy đó, à, thì bắt đầu đó mình tu theo Đức Phật hay quý vị ha? Có ai không tu theo Đức Phật không? À, nếu mình tu theo Đức Phật này ha, thì à, mình nhớ lại này. Là cái lúc mà Đức Phật này đi dạo bốn cửa thành á, à, cái ngài thấy hiện tượng sanh nè, hiện tượng già, hiện tượng bệnh, hiện tượng chết, rồi thấy một người tu đó, cái bắt đầu ngài mới khởi lên cái sự sợ hãi, trời ơi mình vậy đây nè, đẹp đẽ khỏe khoắn vậy nè, đến lúc nào đó đó cái mình già nua, à, da nhăn nè, má hóp nè, lưng còm nè, gối mỏi nè, ghê quá. À, đến lúc nào đó đó cái mình nằm treo queo đóng rên rỉ la khóc, à, rồi đến lúc nào đó đó cái mình lăn đùng ra, à, dãy dãi gì đó, ngáp ngáp vài ba cái gì đó, rồi cái thẳng cẳng xuôi tai, ghê gớm quá. À, vậy thì mình sống mà cứ vậy hoài đó thì ôi thôi rồi, chán trường quá. À, cái ngài sợ hãi đối với cái hiện tượng sanh, đối với cái hiện tượng già, đối với cái hiện tượng bệnh, đối với cái hiện tượng chết đó đó. Cái bắt đầu sao? Đi tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. À, Đức Phật ngài dạy đó, thì thành ra mình gì? Mình nói mình tu theo Đức Phật. À, thì con nhà tông không có giống lông cũng phải giống cánh chứ, giống chút chút chứ, mình cũng phải khởi lên cái sự sợ hãi. Nếu sanh mà mình chưa có thấy ghê gớm lắm thì là bệnh mình cũng phải thấy ghê gớm chứ, mình cũng phải sợ hãi chứ. À, hoặc là bệnh mà mình chưa có thấy ghê gớm sợ hãi đó, đôi khi do mình bị bệnh nhẹ nhẹ rồi này kia đó, chứ mà mình không có bị bệnh nặng. À, thì cái hiện tượng già mình cũng phải sợ. Già nó khủng khiếp lắm, xin thưa quý vị. À, muốn làm gì đó cũng làm được. À, lúc trẻ khỏe đó ha, thì mình còn có thể đó là cầm cái chổi quét nhà quét cửa đồ được nè. À, cung lên cung xuống để lấy cái này cầm cái kia được nè. Đến già cung lên cung xuống nó đâu có được nữa đâu. À, bây giờ thấy vậy có đáng sợ không? À, sanh mình không có thấy nè, thì bệnh mình cũng phải thấy, già mình cũng phải thấy. Còn chết đó thì mình chết rồi thì chắc mình không thấy đâu. Mình chỉ có thể thấy cái chết của người khác thôi, tức là quán ngoại quẩn để thấy nội quẩn này thôi. À, mình nhìn bên ngoài đó, mình nhìn thấy người ta chết đó. À, cái bắt đầu là gì? Mình hiểu ra nè, thân này nè, tự tánh là vậy, bản chất là vậy, không thoát khỏi được cái tình trạng đó. Đó, mình lấy cái ngoại quẩn đó đó để mình quản đối chiếu với cái nội quẩn của mình này, thì mình mới nhận ra. À, lúc đó đó mình mới sợ hãi đối với cái sự chết. À, thì sợ hãi thì phải làm sao xin thú gì? Phải đi tìm tâm câu
tìm kiếm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. À, thì cái gì không sanh, không già, không bệnh, không chết? Xin thưa, đó là Niết Bàn. Và Niết Bàn, à, Niết Bàn mới có không, không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. À, mà làm sao đạt được Niết Bàn? Đó, thì cái đó mới là vấn đề đó. À, thì để đạt được Niết Bàn đó, à, cái con đường gọn nhất người ta nói gọn đó là gì? Bát Thánh Đạo. Đó, mà nói rộng rộng ra một tí đó là gì? 37 pháp giác ngộ. Đó, rồi người ta còn nói ở một cái phương diện, một cái khía cạnh khác là gì? Không có dễ vui, không có, không, không có coi thường, không có coi thường việc thiện, dù nó là nhỏ nhen, nhỏ mình cũng làm, à, không, không có bỏ qua, cứ có cơ hội là mình làm, dù cho cái gì, không xuống lụm cái lá cho nó sạch cảnh quan, à, không xuống lụm cái miếng chai cho nó sạch đường để người ta đi không có bị đứt chân nữa. Đó cũng là một cái việc thiện, việc thiện dù nhỏ nhỏ vậy đó mình cũng làm. À, đụng chuyện có cơ hội, gặp cơ hội một cái là mình làm điên, rồi không có bỏ, à, không có coi thường cái việc ác dù nó nhỏ, nhỏ như là mình nói láo để mà chơi đấy, xin thưa quý vị, à, nói bông đùa để mà chơi đó, à, hoặc là gì, nói theo kiểu thói quen đó, là cứ hễ người ta nói ra một cái là mình nói lại, à, dù người ta không có hỏi mình nhưng mà mình có mặt ở đó đó, cho nên đó là gì, cũng đóng góp dùng. À, thì cái đó xem như đó là nhỏ, nhưng mà xin thưa quý vị đó, mình mà nói mình làm riết như vậy đó, nó trở thành thói quen nguy hại lắm đó, xin thưa quý vị. À, khi mà nó trở thành thói quen rồi thì xin thưa quý vị khó bỏ lắm. À, mấy quý vị thấy mấy cái người mà nói leo á, hay là mấy cái người mà hay làm việc tà lanh á, đó, quý vị thấy khó bỏ lắm. À, rất rất là khó bỏ. À, cái gì mà nó trở thành thói quen vậy đó thì khó bỏ lắm. À, nếu mà thói quen thuộc thiện thì ok ha, chứ còn mà thói quen mà bất thiện, thói quen ác đó thì ôi thôi, nguy hại vô cùng. À, thì đây là các cái phương cách cách thức, và phương cách cách thức này đó thì bà con chúng ta sinh hoạt ở trong các cái rung Phật pháp rất là lâu rồi. À, do đó đó là có thể chúng ta đã hiểu. À, à, nhưng mà hiểu lẽ xin thú gì ha. Rồi thêm gì nữa? Tin nữa. Hiểu mà phải tin. Đó, cho hiểu nhưng mà giống như đó là gì, theo kiểu sách giáo khoa vậy đó. À, thì chưa có cái kết quả, cái lợi ích đâu ha. Hiểu rồi mà phải tin. À, tin rồi cũng chưa có an toàn nữa xin thú gì, cũng chưa có lợi lạc nữa đâu. Mà tin rồi đó, phải sống theo nữa. À, phải sống theo nữa. À, thì lúc đó đó mình mới có lợi lạc. À, như trong kinh dạy cho mình là gì? Không dễ vui trong thiện pháp. À, là pháp có nhiều lợi ích. Đó, dạy mình vậy đó. Cái mình hiểu không có dễ vui trong thiện pháp là sao? À, là không có một cái thiện pháp nào mà mình xem thường cả. Bố thí mình cũng không có xem thường. À, hồi hướng mình cũng không có xem thường. Tùy hỷ mình cũng không có xem thường. À, thọ trì giới, trì thọ trì năm giới hay là bát giới mình cũng không coi thường. À, cái việc mà cung kính mình cũng không có coi thường. Phục vụ mình cũng không có coi thường. À, tu tiến mình không coi thường. À, văn kinh thính pháp mình không coi thường. À, tức là nghe pháp đó. Rồi là gì, mình nói điều hay lẽ phải cho người khác mình cũng không có coi thường, mà có cái sự tôn trọng, coi trọng. À, những cái việc đó đó, như vậy được gọi là không có dễ vui trong thiện pháp. À, mình hiểu vậy, nhưng mà rồi mình có tin vậy không? À, mình có tin đó là những cái việc đơn giản nhỏ nhỏ vậy đó mà nó đưa đến đó là nhiều lợi ích lắm, à, nhiều cái kết quả lắm. Mình thực sự tin vậy không? Tin chưa? À, dạ rồi nè, có thể mình có tin, à, nhưng mà mình có sống đúng theo vậy không? À, có sống đúng vậy không? À, hay là
khi mà mình bố thí đó thì mình cũng cứ lén lén bố thí, còn có chút đó là dễ vui coi thường đó, là gì hòa thượng đó thì mình bố thí cúng dường có chút tôn kính kính trọng, còn mà cỡ đại đức nữa là sa di nữa đó thì ôi thôi, bố thí cúng dường giống kiểu đó là mình giúp đỡ mình cho đó, thì có lén lén có xen kẽ cái coi thường nó trọng, quý vị thấy có không ạ? Nếu ha mà chúng ta làm đúng theo Đức Phật này nha, thì Đức Phật ngài dạy sao? Bố thí cúng dường đến tập thể đó thì nó phước lớn hơn bố thí cúng dường đến đơn lẻ. Rồi nếu mà phải bố thí cúng dường đến đơn lẻ đó ha, thì mình phải xét. Xét cái gì? Xét người đó có cái pháp tính gì? Người đó có giới hạnh hay không? Có giới hạnh là sao? Là người đó có thu thúc lục căn hay không? Người đó đó thọ dụng bốn món vật dụng đó có quan tưởng hay không? Người đó đó có nuôi mạng thanh tịnh hay không? Rồi đụng chuyển, người đó có gìn giữ được khẩu giới thân giới hay không? Mình phải xét vậy đó thì bắt đầu đó là gì, mình mới có thể biết được người đó có giới. Rồi có định là sao? Người đó sống đó có chánh niệm không? Nói gì biết mình đang nói đó, làm gì biết mình đang làm đó. Đó là có định. Rồi người đó có tuệ hay không? Có tuệ là sao? Là qua cách thảo luận chuyện trò với cái người đó, thấy tri kiến của người đó có chân chánh hay không, tri kiến của người đó có dựa trên cơ sở nhân quả nghiệp báo không, tri kiến của người đó có bám chắc vào tam tướng không, tri kiến của người đó nó có bám chắc vào con đường từ bỏ tham lam sân hận si mê hay không. Đó thì lúc đó, đó mình mới biết được người đó có giới hay không có giới, có định hay không có định, có tuệ hay không có tuệ. Thì đó là các cái pháp tính. Người có pháp tính nhiều chừng nào mình bố thí cúng dường cho người đó đó thì mình mới có cái quả báo nhiều. Pháp tính nhiều chừng nào là giống như một cái thửa ruộng tốt, màu mỡ, vì nhiều bấy nhiêu. Khi đó mình gieo hạt vào đó thì nó mới cho ra kết quả tốt đẹp, kết quả hoàn hảo. Quý vị có thể tham khảo lại cái ý chúng tôi nói ở trong Tương Ưng Kinh, Tương Ưng Thôn Trưởng, nói về ba loại thứ ruộng. Đó mình con nhà tông giống lông giống cánh, mình tu theo Phật đó là mình nghe theo lời dạy của Đức Phật dạy đó, Đức Phật ngài dạy vậy. Cái mình hiểu vậy. Nhưng mà hiểu rồi nè là mình phải tin nữa. Tin rồi mình phải thực hành theo nữa đó. Đó thì lúc đó đó mới có kết quả, có lợi lạc. Để đạt được đến Niết Bàn thì mình phải tập dần, ráng cố gắng sao đó có dễ vui trong các thiền pháp. Rồi cao cao hơn tí nữa đó có bắt đầu là gì, mới tu tập từ niệm xứ, tu tập từ chân cảnh, tu tập từ nhị tục. Ráng quân bình ngũ lực ngũ quyền, tu tập thật chặt gì, tu tập bạc chánh đạo. Đó thì mình tu tập mà càng nghiêm mật bao nhiêu thì mình sẽ mau chóng đạt được Niết Bàn bấy nhiêu. Bây giờ đạt được Niết Bàn đó thì xin hỏi quý vị đó ha, lúc đó mình có còn bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết nữa không? Không. Thành thứ ra đó là mình phải là cái người ở trong chú giải nói là Lokapayadassi, phải là người có cái sự sợ hãi đối với đời xưa kiếp khác,
Paraloka là đời, đời khác, đời kiếp khác, tức là đời sau kiếp khác. Mình dịch vậy nghe dễ hiểu hơn. Mình phải có cái sự sợ hãi vậy đó. Mà có cái sự sợ hãi vậy có nghĩa là sao? Là khi mình thấy hiện tượng sanh hay là dấu hiệu sanh, thiên sứ sanh, dấu hiệu già, thiên sứ già, dấu hiệu bệnh, thiên sứ bệnh, dấu hiệu chết, thiên sứ chết, mình phải có cái sự sợ hãi. Sợ hãi rồi cố gắng tinh tấn siêng năng, đừng dễ vui, đừng dễ vui trong thiện pháp. Cố gắng siêng năng ha, tạo trữ các cái thiện nghiệp chừng nào mình có thể tạo trữ được. Các thiện pháp là không có coi thường, không có bỏ qua, dù thiện pháp đó là nhỏ. Tập dần dần vậy đó, thì đến một lúc nào đó mình mới tu được những cái pháp mà cao siêu hơn, là gì đó, quán thân trên thân nè, rồi thọ trên thọ nè, rồi quán tâm trên tâm nè, quán pháp trên pháp. Thì lúc đó mới đạt được đến các cái pháp cao hơn các pháp thượng nhân, mới đạt được đến chỗ bất sanh bất diệt. Cũng vì nghe chúng tôi nói vậy thấy hợp lý không quý vị? Cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy cho mình là như vậy. Cái hình ảnh ẩn dụ này nè, dẫn đến mình phải thấy ra được, mình phải hiểu cho được. Ai ở trong cuộc đời này cũng vậy, khi mà có sanh ra thì tất yếu đó là sẽ có già, có bệnh, có chết. Mà một khi cái hiện tượng già mà nó xuất hiện đó, thì điều đó có nghĩa đó là cái tuổi thọ của mình nó đã ngắn lại rồi. Và cái quỹ tuổi thọ của một con người đó thì khoảng nhiêu xin thú vị, chừng 74-75 năm mà. Mà đến cái hiện tượng già mà nó xuất hiện cái đó là mình thấy chắc cũng 50 rồi, 50 ngoài 50 rồi. Như giờ chúng tôi đó là 51 nè, thì bây giờ đó là tóc nó bạc rồi nè, da nó cũng nhăn rồi nè, giờ cái hiện tượng đau lưng là bắt đầu nó xuất hiện nè. Đó là già xuất hiện rồi đó. Thì già xuất hiện vậy có nghĩa là cái gì? Là mình gần xuất cảnh rồi đó, xin thưa quý vị. Đi theo cái diện gọi là đoàn tụ ông bà rồi đó. Thì khi mà mình thấy vậy đó, là mình phải có cái sự sợ hãi. Có cái sự sợ hãi thì bắt đầu đó là cố gắng tu. Dạ, cố gắng tu. Mà tu sao Tu đừng có cái kiểu giống như là cái nhóm của mấy bà, mấy người phụ nữ này. Là tu để chi ạ? Tu để từ bỏ tham lam sân hận si mê. Thì khi mà từ bỏ được tham lam sân hận si mê đó thì mình mới đắc được niết bàn. Chứ còn tu nè, tu ở đây đó nói cho nó rõ nè, là bố thí, là trì giới, là tu tiên. Bố thí, trì giới, tu tiên đó mà vẫn ước muốn mong muốn này nha. Bố thí là để được giàu sang, trì giới đó là để được công danh sự nghiệp, tu tiên đó là để được cái gì? Thông minh đổi đạt. Đó thì tức có nghĩa đó là gì? Là tu nhưng mà vẫn còn cầu, vẫn còn mong, vẫn còn muốn được hưởng cái này, được hưởng cái kia đó. Đó thì tu kiểu đó đó là chưa có từ bỏ được tham lam sân hận si mê. Mà cứ hễ còn tham lam sân hận si mê đó thì là niết bàn nó còn rất là xa. Vì rằng niết bàn đó là không có tham, niết bàn là không có sân, niết bàn đó là không có si. Thì thành thử ra từ cái chỗ này nè, bà con chúng ta khi mà vào room Pháp Cú Kinh học Pháp Cú, thì học Pháp đó làm gì? Tăng trưởng trí tuệ. Mà trí tuệ này đó không phải gì để hơn người ta. Trí tuệ này không phải để hơn người ta, mà trí tuệ này để làm gì? Để chập cũng được màn của mình. Vào Pháp Cú Kinh trước khi mà học Pháp đó, mình thọ trì quy giới. Đó, thọ trì quy giới đó không phải mục đích là gì? Giống như cái nhóm này xin thú vị. Là để được
làm hóa chư thiên, để được có vợ có chồng, để được có con cái, để được có gia đình ấm no hạnh phúc, vân vân. Nếu mà mình ước muốn mong muốn cái kiểu đó với cái nhân tọa địa nguyên giới đó, thì xin thưa quý vị đó, hỏi quý vị chứ mình có bị bốn cái hiện tượng, bốn cái thiên sứ này nó tới nó hâm he mình hoài không? Xin thưa quý vị, nó tới nó hâm he hoài luôn á. Cứ hễ khi nào mà mình còn ước muốn, còn mong cầu hưởng được cái này, hưởng được cái kia đó, tức có nghĩa là nếu mà nói theo pháp đó, thì ngay kia đó vẫn còn cái gì? Hữu ái. Mà còn hữu ái thì cứ bị còn lăn trôi ở trong ba cõi và sáu đường. Đó, mà còn lăn trôi trong ba cõi sáu đường thì lúc đó các thiên sứ nên đến hỏi thăm hoài luôn. Khổ, xin thú vị. Khổ lắm à. Đó, thành ra thôi, tu theo Đức Phật đi, nghe lời Đức Phật đi. Có cái sự sợ hãi đối với sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết này. Rồi bắt đầu là gì? Cố gắng siêng năng tinh tấn, đừng có dễ vui. Tạo trữ hết tất cả các cái nhân thiện. Và khi tạo trữ hết tất cả các cái nhân thiện đó, đó chỉ với mục đích là gì? Để từ bỏ tham lam, sân hận, si mê. Bản thân chúng tôi cũng đang cố gắng làm vậy đó. Bố thí, chúng tôi cũng có bố thí cúng dường, xin thưa quý vị. Cũng có đặt bát cúng dường mà. Rồi ai mà khó khăn giúp đỡ, khó khăn thì chúng tôi có cũng giúp đỡ. Đó, nhưng mà chúng tôi đặt bát cúng dường nè, giúp đỡ người ta đó, là với ước nguyện là gì? Với cái mong muốn đó là giảm bớt đi chút bỏng sẻn, giảm bớt đi chút tham dữ, tham ôm đó, xin thưa quý vị. Quý vị nghĩ chúng tôi có thọ trì quy giới không? Có chứ. Cũng có thu thúc một cắn, cũng có thu thúc cái miệng, cũng có thu thúc cái thân. Nhưng mà cái giữ thân giới, giữ khẩu giới đó cũng không có mong muốn là để cho người ta khen mình, cũng không có mong muốn là sau này mình được thành ông này bà kia, mà với mong muốn là gì? Trưởng dưỡng cái lòng tư, từ bỏ đi cái lòng sân. Quý vị nghĩ chúng tôi có tu tiến không? Có thuyết pháp tức có nghĩa là cũng có tu tiến chứ. Rồi quý vị nghĩ chúng tôi có thuyết pháp này, nhưng mà có thính pháp không? Có, cũng vào rung nghe. Nhưng mà chẳng qua ra là gì, không có muốn làm phiền ai nên khi vào hay ra cũng ai biết. Học để tăng trưởng lên cái sự hiểu biết. Thuyết pháp đào sâu cái ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu pháp đó, cũng để tăng trưởng lên cái sự hiểu biết. Tu tiến là gì? Là chiêm nghiệm về cái lẽ vô thường, khổ vô ngã, hay là chiêm nghiệm về lý nhân quả nghiệp báo, cũng với mục đích là gì? Tăng trưởng lên cái sự hiểu biết. Sự hiểu biết đó mục đích để gì? Xua đuổi đi cái màn vô minh. Dạ, xua đuổi đi cái màn vô minh, chứ không có phải đó là tu tiến rồi thuyết pháp, thính pháp đó, đó để tăng trưởng cái trí tuệ, nhằm cái gì? Chứng tỏ mình hơn người. Chúng tôi đang tu tập, đang làm vậy đó, thì ước mong ha. Quý vị cũng nếu không làm theo Đức Phật thì thôi, bắt chước chúng tôi cũng được. Bắt chước vậy nó cũng có lợi lắm đó, xin quý vị. Thì quý vị bắt chước sống theo vậy đó, chúng tôi thấy đó ha, bản thân của mình có cái sự an lạc, thì là quý vị mà bắt chước sống theo vậy đó cũng sẽ được an lạc. Thì ước mong tất cả chúng ta đều có được cái sự an lạc do tham lam, sân hận, si mê càng ngày càng giảm. Xin được chấm dứt cái thời giảng với câu kệ pháp cú số 135 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, xin thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong phước báo hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp.
Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ với phần phước này để được an vui tiến hóa. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Tất cả phương báo